Thưa quý vị, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẵn sàng làm việc với tân chủ tịch EC, ông Jean-Claude Juncker. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn nghi ngờ về khả năng hợp tác giữa Anh với các chính sách mới của EU. Trong khi có tới 26 phiếu thuận ủng hộ ông Jean-Claude Juncker, Anh đã kiên quyết bỏ phiếu chống, nhưng cuối cùng Thủ tướng Anh cũng đã chấp nhận kết quả này. Cuộc bầu chọn đã kết thúc và phải được chấp nhận. Điều quan trọng là ủy ban đã nhất trí rằng sẽ tổ chức bầu chọn chặt chẽ hơn vào lần tới. Thủ tướng Cameron cho biết ông sẽ giữ vững lập trường vì lợi ích của Anh tại EU. Tuy nhiên, ngay chính trong nghị trường Anh cũng có sự phân hóa. Ông Cameron đã cố gắng chia rẽ EU, để rồi cuối cùng kết quả nhận được là cả một liên minh chống lại ông ấy. Dù vậy, việc Anh nhượng bộ cũng đã cho thấy thiện ý của Thủ tướng Cameron. Ông Juncker cho biết sẽ xem xét các vấn đề của Anh. Với chuyên gia lo ngại, những chính sách mới của ông Juncker có thể đẩy Anh ngày càng ra xa EU. Ông Cameron đã hứa sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2017 về việc Anh có ở lại EU nữa hay không. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu ông tái đắc cử vào năm sau. Với sự trở dậy của đảng chống EU UKIP ở Anh, người Anh đang tỏ rõ sự bất bình của mình đối với EU, và cả Thủ tướng Cameron cũng vậy. Câu hỏi đặt ra là liệu ông ấy có đang làm những điều đúng đắn. Dù sao đi nữa thì Anh vẫn có một đồng minh ở châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Đức ông Wolfgang Schaffler đã từng nói với tờ Financial Times rằng EU sẽ không thể nào hoạt động tốt nếu thiếu Anh và Đức sẽ làm mọi cách để giữ Anh lại.